Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục với môn thể dục lớp 7 với nội dung là bài thể dục và bật nhảy. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Đối với nội dung ngày hôm nay thì bài thể dục thì chúng ta sẽ ôn tập để chuẩn bị cho kiểm tra. Thì thầy có câu hỏi cho các em. Bài thể dục đã học bao gồm bao nhiêu động tác? Các em hãy kể tên động tác ra cho thầy. Sau đây thầy mời tất cả các em trả lời câu hỏi. Thì bài thể dục đã học của các em bao gồm 9 động tác. Động tác thứ nhất là vươn thở, thứ hai là tay, thứ ba là chân, thứ tư là lườn, thứ năm là bụng, thứ sáu là phối hợp, thứ bảy là thăng bằng, thứ tám là nhảy và thứ chín là điều hòa. Thì ở cái tiết học trước thầy đã phân tích từng nhịp của các động tác và cho các em tập luyện ở nhà. Thì ngày hôm nay thì mời các em xem lại hình ảnh minh họa của 9 động tác một lần nữa để các em ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra. Đầu tiên là động tác vươn thở. Thì mời các em xem hình ảnh minh họa. Động tác tay. Động tác chân. Động tác lườn. Động tác bụng. Động tác phối hợp. Động tác thăng bằng. Động tác nhảy. Và động tác điều hòa. Thì ở 9 động tác này, khi kiểm tra, các em sẽ thực hiện 2 lần 8 nhịp mỗi động tác. Chú ý, khi thực hiện động tác, các em phải cố gắng thực hiện hết biên độ động tác. Động tác phải dứt khoát và rõ ràng, tránh trường hợp đùa giỡn khi đang thực hiện động tác trong bài thể dục. Có như vậy thì các em mới đạt được kết quả cao trong kỳ kiểm tra sắp tới. Chúng ta chuyển sang phần bật nhảy. Thì phần bật nhảy, các em sẽ ôm lại đà 3 bước dậm nhảy vào hố cát. Thì các em chú ý cho thầy đó là cách đo đà và động tác dậm nhảy của các em. Dậm nhảy bằng một chân và tiếp đất bằng hai chân, khuỵ gối để giảm chấn động. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em có một ngày học tập và làm việc hiệu quả.